thì mất cả. À, tâm thời bảy nè. Cái này thằng đứng lên nha. Thằng đứng lên nha. Tại vì cái form này mình cần form đứng, không có lại nha. Cái này cử mấy nè? Cử 4.5 nè. Này là để form ốc cao nha. Cao cũng tùy theo mình muốn bao nhiêu phân đó, tùy theo mình. Nhưng mà phải cho cái form nó đều nhau nha. Tâm ra mình đúng nha. Tâm đơ đẩy lên nè, nhắm cái chữ tới đây, tâm đơ đẩy lên, vừa tới cái chữ, đưa tâm cái lượt xuống, vừa tới cái chữ, đưa cái lượt xuống. Đầu khách này không có được tròn đều bởi vì anh sẽ không có cho nó trắng nhiều quá, nó chỉ trắng hơi hơi thôi. Vậy là mình được cái phông rồi đó. Các bạn chuyển cách. Sao? Đang cho mình về quý.